số 7 Bin Ahmadi mặc bằng đội trưởng, số 8 như vậy là trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Lào đã rất nguy hiểm. Bóng hướng về phía cột 2. Vẫn còn. Không có cầu thủ nào của Malaysia áp sát trong tình huống vừa rồi. Người đưa bóng vào đó là Shamsuddin. Hoàn toàn không có lỗi việt vị, nhưng được căng ngang này là hơi sâu và thực sự là các mũi nhọn lên phía Malaysia. Tương đương với khoảng 180 triệu đồng, kèm thêm nhiều phần thưởng khác nếu như đội tuyển Lào giành chiến thắng tại SEA Games 31. Rất nguy hiểm. Bóng đã chạm mép ngoài của khung thành đội tuyển Lào. Cú sút của Malan. Audon đã đổ người kịp thời. Phía Malaysia, không chỉ bởi cú sút vừa rồi, Malan thường xuyên có những pha đi bóng tốc độ về phía cánh trái và tạt bóng vào phía trong. Nguy hiểm. Bóng rơi cột dọc. Tiếp tục là một pha đá phạt góc rất cuộn đưa bóng về phía cột 2. Không phải bóng chạm đầu của Shamsuddin. Lại là một đường chuyền sai. Cơ hội dành cho Malaysia, không có lỗi việt vị. Dứt điểm đi. Tỷ số là 1-0. Cuối cùng thì sau rất nhiều những tình huống ép sân, Shamsuddin đã giúp cho Malaysia mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Không gặp phải quá nhiều sức ép, tuy nhiên hàng phòng ngự của đội tuyển Lào đã mắc sai lầm trong tình huống vừa rồi. Một pha chuyền bóng sai địa chỉ và họ đã bị trả giá ở phút thứ 36. Shamsuddin đã rất bình tĩnh trong pha xử lý vừa rồi của mình. Và cuối cùng thì Malaysia đã vươn lên dẫn trước. Không tấn công quá dồn dập và không tạo ra quá nhiều sức ép, nhưng cuối cùng thì Malaysia đã cụ thể hóa được ưu thế của mình. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng của Shamsuddin. Một pha bóng trượt chân của Lanong Sip, người đeo bằng đội trưởng bên phía Lào trong trận đấu ngày hôm nay. Lắc người rất đơn giản và cũng có phần may mắn trong tình huống dứt điểm của Shamsuddin. Bóng đập chân một hậu vệ bên phía của đội tuyển Lào, đó là Kahan, khiến cho thủ thành Audon phải bó tay. Rất nguy hiểm. Tỷ số là 2-0. Một pha sút xa rất đẹp mắt. Lào đã sụp đổ trong những phút cuối của hiệp 1. Pha làm bàn của Basha. 2-0 dành cho Malaysia. Tinh thần của đội tuyển Lào đã xuống rất thấp sau bàn thua vừa rồi. Thủ thành Kheo Udon có lý do để tức giận. Bàn của mình. Người áp sát đó là đội trưởng Nalong Sit bên phía đội tuyển Lào. Gần như là một góc sút duy nhất. Tuy nhiên Basha đã đưa được bóng đi sát cột dọc và khiến cho Kheo Udon rất nhịp nhàng. Cơ hội dành cho Lào, chuyền bóng đi. Dứt điểm. Trước đó là những pha phối hợp một chạm rất hay. Tuy nhiên ở thời khắc quyết định thì đội tuyển Lào đã không có được sự sắc sảo cần thiết. Một đường đưa bóng xuống của Phong Tha Say là sẽ giúp cho Johnny đối mặt với thủ thành bên phía Malaysia. Rất nguy hiểm. Bin Mahadi làm chủ tuyến giữa và vừa rồi đội trưởng của Malaysia tung ra một pha dứt điểm rất căng. Gần như mà Kheo Udon đã đứng chôn chân. Rất nhanh. Đưa bóng ra. Còn Razak vào sân thay thế cho Asri.
Ngày hôm nay tiền đạo Ashley chơi tương đối mờ nhạt. Và bây giờ là cơ hội được trao cho tiền đạo áo số 9 Razak. Bây giờ thì Lào sẽ phải đối mặt với đợt phản công nhanh. Razak. Razak. Cái người đưa bóng ra rất bình tĩnh, dứt điểm. Suýt chút nữa tỷ số đã là 3-0. Để cho các thủ Malaysia kiếm điểm, chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp rất tự tin giữa Shamsuddin và Razak. Đánh đầu. Một pha đánh đầu rất thoải mái, tuy nhiên chưa có bàn thắng thứ 3 dành cho Malaysia. Cú đánh đầu của Shamsuddin hoàn toàn không có lối việt vị của Shamsuddin. Tiền đạo màu số 10 đã bỏ lỡ cơ hội có được cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay. Không may. Razak. Ôi, tỷ số là 3-0. Cú đúp dành cho Shamsuddin. Công đầu phải thuộc về tình huống đánh đầu ngược trở ra của Razak. Và ngay sau khi ghi bàn thắng vừa rồi thì Shamsuddin đã xin ra dấu thay người. 3-0 dành cho Malaysia và gần như chắc chắn họ sẽ giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Niềm vui của các cổ động viên Malaysia, họ đang rất vui mặc dù có số ít trên sân vận động Thiên Trường. Sai lầm lại thuộc về Fedavanh. Trung vệ vào sân để thay cho Kahan. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Một pha không chiến tốt của Razak. Bóng sượt đầu của Fedavanh và tìm đến đúng vị trí của Shamsuddin. Sự bọc lót ở phía trong là không đủ. Người băng vào quá muộn đó là Ad, hậu vệ biên phải. Rất kỹ thuật. Một tình huống AB để thoát pressing, xứng đáng như thẻ. Chantasivay, tiền vệ trụ của đội tuyển Lào, đã có một pha vào bóng như để giải tỏa vậy. Và anh là cầu thủ tiếp theo phải nhận thẻ vàng bên phía đội tuyển Lào. Rất quyết liệt. Một pha vào bóng tương đối nguy hiểm từ phía sau. Hậu vệ màu số 16 Ad ngày hôm nay đã rất mệt. Dứt điểm nữa vừa được bị các cầu thủ Malaysia bỏ lỡ. Người tung ra cú sút vừa rồi là Bin Aza. Khoảng trống rất lớn đã xuất hiện. U23 Lào giành vé vào bán kết U23 Đông Nam Á. Cơ hội dành cho đội tuyển Lào. Căng ngang đi, hơi chậm một chút. Chỉ có một quả phạt góc thôi. Tình huống thoát xuống của Damon quá đáng tiếc. Như chúng tôi đã nói ở trong hiệp 1, những thời khắc quyết định thì thường các thủ Lào đưa ra hơi chậm và thiếu chính xác. Đây là quả đá phạt góc đầu tiên của đội tuyển Lào trong trận đấu ngày hôm nay. Đánh đầu, không vào. Người tham gia không chiến là Fedavanh. Pha băng ra không chính xác của Afghani. Suýt chút nữa thì ở quả phạt góc đầu tiên thì đội tuyển Lào đã có được bàn thắng. Mọi thứ đã làm rất tốt. Tuy nhiên Phi Thách đã có một pha khống chế không tốt. Đánh đầu, có vào. Pha cứu thua tuyệt vời của Afghani. Suýt chút nữa thì Phong Ta Say đã có thể giúp cho Lào có được bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Pha di chuyển khôn ngoan của Phong Ta Say. Pha tung người đẩy bóng cũng rất đẹp mắt của Afghani. Rất nhịp nhàng, dứt điểm ngay. Quá tuyệt vời. Một pha phối hợp như đã tập. Những pha đập nhà và dứt điểm rất hiện đại của các thủ Malaysia. Tất cả diễn ra đều là những pha chuyền bóng vào dứt điểm. Ad.
Son. Dứt điểm. Tỷ số là 1-3. Tuyệt vời. Bàn thắng dành cho đội tuyển Lào ở phút thứ 85. Sau rất nhiều nỗ lực thì cuối cùng Lào đã có được bàn thắng. Hai trận đấu trước đó họ đều ghi bàn, và ở trận đấu này cũng vậy. Người lập công là Visit, người vào sân thay thế cho tiền đạo Ekamai. Và cuối cùng Visit đã có một bàn thắng. Và thật đặc biệt, đó là một bàn thắng rất đẹp mắt. Bàn thắng danh dự thôi, tuy nhiên pha lập công của Visit xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Nó là kết quả của tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi. Pha xoay trở rất đẹp mắt. Không phải Visit, người dứt điểm là Phi Thách, tiền đạo áo số 9. Một pha xoay trở, và mặc dù dứt điểm cận chân, tuy nhiên bàn thắng đã đến với Lào. Có được sự quyết tâm lớn và tạo ra được một nền tảng thể lực tốt. Rồi! Dứt điểm. Cơ hội liên tiếp đến với Lào. Dứt điểm. Cơ vào và cứu thua của Keo Đôn. Pha bóng lên tiếng của Muhammad Razak. Và đổi người kịp thời của Keo Đôn. Hay không chỉ bởi họ đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3, nó hay bởi những tinh thần chiến đấu và những pha phối hợp rất có nét của Lào. Không vào. Pha bắt bóng chính xác của Keo Đôn. Phía trong có Razak. Tuyến này vẫn còn. Rất bình tĩnh. Không vào. Hơi cá nhân một chút, nhưng với cách biệt hai bàn thì Binik Mat hoàn toàn có lý do để đưa ra quyết định như vừa rồi. Một pha trả ngược cho Razak thì có lẽ bàn thắng thứ tư sẽ đến với Malaysia. Nhưng một pha chơi bóng cá nhân của Binik Mat. Cơ hội cho Malaysia, rất nhiều khoảng trống. Vẫn còn. Vẫn còn. Không vào. Bóng đi chệch cột dọc. Những pha dứt điểm liên tiếp. Muhammad Razak, tiền đạo áo số 9, cũng đang rất khát khao ghi bàn sau khi vào sân. Mặc dù các hậu vệ Lào đã chơi lăn xả, tuy nhiên cơ hội dứt điểm vẫn đến với các cầu thủ Malaysia. Hết chân trái rồi chân phải. Và đúng lúc này, trọng tài Amula đã nổi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Malaysia và Lào. Đoàn quân của huấn luyện viên Maloney đã giành chiến thắng 3-1.